Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào hồi cuối tháng 9 vừa rồi, showbiz Việt bày tỏ sự tiếc nuối, xót xa trước sự ra đi của một giọng ca đã cống hiến hết mình cho nền âm nhạc nước nhà, nữ ca sĩ Phi Nhung. Dù đã vài tháng trôi qua, nhưng những thông tin xoay quanh giọng ca Bông Điên Điển và gia đình cô vẫn được khán giả vô cùng quan tâm. Mới đây, con gái ruột Phi Nhung, Wendy Phạm và Chi Si Phương Trinh đã có buổi livestream giao lưu với khán giả, chính thức lên tiếng về những tin đồn về người mẹ quá cố thời gian gần đây. Chi tiết sẽ có trong chương trình ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung, livestream bằng tài khoản Facebook của Chi Si Phương Trinh giao lưu cùng khán giả. Wendy cho biết từ khi Phi Nhung qua đời, một số kẻ xấu lợi dụng sự quan tâm của khán giả dành cho cố nghệ sĩ, theo dệt những tin đồn về mẹ cô. Khi mẹ mất, tôi chịu nhiều áp lực, tinh thần rối loạn. Tôi trải qua đủ mọi trạng thái, buồn, tức giận, bối rối. Do đó tôi không quan tâm tới những tin đồn. Tuy nhiên, nếu mẹ còn sống như một số người nói thì tôi sẽ vui. Tôi không biết vì sao có tin đồn này nhưng khẳng định 100% mẹ đã mất rồi. Nếu mẹ còn sống thì mẹ cũng không giấu vậy đâu. Bởi mẹ tôi không thích ai phải buồn vì mình. Mẹ chỉ muốn mang đến cho mọi người tiếng cười, niềm vui thôi. Nhất là với tôi, mẹ không bao giờ muốn làm tôi khóc. Nếu mẹ còn sống, mẹ đã về với tôi và khán giả của mẹ rồi. Mẹ đã mất thật rồi, Wendy nói. Tiếp lời Wendy, Rizzi Phương Trinh nói không ai làm đám tang, cúng thất từ tuần này qua tuần khác cho một người còn sống. Nguyên khán giả, khi xem bất cứ video nào trên YouTube cũng nên suy nghĩ, chắt lọc thông tin. Có nhiều YouTuber hiện đang dùng chiêu trò lan truyền thông tin thất thiệt để câu view, để tránh không nhắc đến việc này. Nhưng có nhiều khán giả vẫn hỏi về tin đồn Phi Nhung còn sống, nên hôm nay chúng tôi mới đưa ra câu trả lời một lần cho rõ. Những tin đồn như vậy chỉ khiến gia đình thêm đau buồn thôi, nữ ca sĩ chia sẻ. Trong buổi trò chuyện, vợ cũ Bằng Kiều cho biết Wendy vừa lập kênh YouTube mới để chia sẻ những kỷ niệm về mẹ. Cô mong khán giả cảm nhận tình yêu thương, nụ cười của cố ca sĩ bên gia đình thay vì buồn bã trước mất mát lớn. Cô vui vì vốn tiếng Việt của mình tiến bộ hơn gần đây. Do đó, cô có thể đọc những bức thư tay, email của khán giả bày tỏ tình cảm với mẹ. Theo dự định, lễ cúng 49 ngày của Phi Nhung sẽ được livestream trên kênh này. Nếu ai thương Phi Nhung thì có thể theo dõi buổi lễ ngày hôm đó, nữ ca sĩ cho biết. Tiếp lời con gái Phi Nhung nói ban đầu, cô dùng kênh YouTube của cậu ruột để chia sẻ thông tin về mẹ. Tuy nhiên đến đợt 49 ngày mất của giọng ca phải lòng con gái Bến Tre, cô quyết định lập một kênh mới để livestream buổi lễ. Đồng thời đây cũng là nơi Wendy chia sẻ về gia đình nhỏ của mình, cũng như những kỷ niệm với người mẹ đã khuất. Con gái Phi Nhung nói thêm cô dự định cúng 49 ngày cho mẹ vào hôm 14 tháng 11. Cô mong những ai yêu thương có thể đến thắp hương cho giọng ca Bông Điên Điển. Cũng trong dịp này, Wendy tâm sự thêm. Từ lúc mẹ mất, tôi không đọc tin đồn này, tin đồn kia vì quá nhiều áp lực, bị rối cảm xúc. Nếu mẹ còn sống thì tôi sẽ rất vui, nhưng 100% là mẹ tôi đã mất rồi. Mẹ tôi không thích mọi người buồn vì mẹ, mẹ chỉ thích mọi người vui thôi. Mẹ rất thương khán giả của mẹ. Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung đã để lại nỗi xót xa, tiếc nuối trong lòng người thân, bạn bè và những người theo dõi sự nghiệp ca hát của giọng ca Bông Điên Điển. Tuy nhiên, nhiều người lại lợi dụng nỗi mất mát của gia đình cố ca sĩ để kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân. Chính người thân của Phi Nhung đã phải lên tiếng bác bỏ những thông tin sai lệch này. Chi tiết, mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Trizy Phương Trinh cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều trang mạng tên con gái Phi Nhung. Nói về điều này, vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ, chỉ sợ rằng những trang giả lấy hình ảnh đăng tải thông tin không đúng sự thật. Còn nếu các bạn làm việc yêu mến Phi Nhung và làm bằng cái tâm thì gia đình cũng không sao cả. Nhưng đừng giả mạo cháu Wendy. Các bạn có thể viết rõ rằng đây là trang của người hâm mộ chứ không phải trang chính. Nữ ca sĩ nói thêm, thời gian qua cũng xuất hiện nhiều kênh YouTube giả mạo. Cô mong mọi người khi phát hiện hãy thông báo để tránh trường hợp kẻ xấu làm điều có hại cho Wendy. Phi Nhung nhiều lần bị lợi dụng để trục lợi khi gặp nạn. Đầu tháng 9, một tài khoản Facebook tiết lộ bệnh tình của Phi Nhung trở nặng và kêu gọi quyên góp tiền để cô điều trị COVID-19. Người này đưa ra hai số tài khoản nhận quyên góp, trong đó có tài khoản của chính mình và hứa công khai minh bạch số tiền kêu gọi được. Tuy nhiên, người thân của Phi Nhung khẳng định không kêu gọi ủng hộ cho cô trong quá trình điều trị COVID-19. Sau khi Phi Nhung qua đời, một số kẻ xấu lập các tài khoản fanpage giả mạo dưới tên Wendy Phạm, con gái Phi Nhung. Những trang này dùng hình Phi Nhung làm ảnh đại diện, chia sẻ những khoảnh khắc của giọng ca Bông Điên Điển bên con gái. Họ lợi dụng chuyện Phi Nhung mất để kêu gọi quyên góp, ủng hộ. Hôm 12 tháng 10, Wendy Phạm cảnh báo trên trang cá nhân, gần đây có nhiều tài khoản giả mạo được lập ra dưới tên Wendy Phạm. Những tài khoản này bị báo cáo nhưng vẫn hoạt động. Xin mọi người cẩn thận vì những tài khoản này đang dùng danh nghĩa mẹ tôi để trục lợi như xin tiền hay kêu gọi đóng góp từ thiện. Trước đó, nghệ sĩ cải lương Hồng Loan, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc, đã đề cập đến vấn đề này. Theo Hồng Loan,
Một số kênh YouTube đã đăng tải các đoạn livestream cũ của Phi Nhung nhưng lại phát theo chế độ trực tiếp, khiến nhiều người ngỡ rằng Phi Nhung vẫn còn sống, đang giao lưu với mọi người. Thậm chí khi có khán giả bình luận tương tác, những kẻ giả mạo này còn đóng giả Phi Nhung để trả lời nói chuyện. Mới cách đây mấy hôm, có người hỏi tôi sao Phi Nhung qua Mỹ lại sống lại rồi ngồi livestream, liệu có chuyện gì xảy ra không? Chính những chuyện này khiến tôi và nhiều khán giả khác hoang mang, không biết đâu thật, đâu giả và có sự việc gì đang diễn ra, con gái nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc chia sẻ. Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Loan tiết lộ thêm, có nhiều kênh YouTube còn đưa thông tin phía Phi Nhung giả qua đời để qua Mỹ trị Covid-19, khiến cho gia đình, đồng nghiệp của cố ca sĩ vô cùng bức xúc. Bởi hiện giờ có rất nhiều khán giả thương nhớ Phi Nhung nên tìm kiếm các video liên quan đến nữ ca sĩ. Vô tình hành động này đã tiếp tay cho nhiều kẻ lợi dụng tên tuổi Phi Nhung để kiếm tiền. Thậm chí những người này hoàn toàn xa lạ nhưng lại nhận vơ là người nhà của cố ca sĩ, liên tục chia sẻ những câu chuyện không có tính xác thực nhằm lôi kéo dư luận, câu view. Chính vì thế, nghệ sĩ Hồng Loan mong khán giả hãy tỉnh táo, nếu phát hiện những video giả mạo như thế này thì nên báo cáo để phía YouTube xem xét gỡ bỏ. Cô cho rằng đây là hành động đáng chê trách và cần dừng lại. Tôi mong những người làm YouTube hãy có lương tâm và đạo đức hơn một chút, cố gắng đầu tư nội dung, làm những gì hay, mới, lạ, có ích cho xã hội để khán giả coi, chứ đừng đưa tin giả, bị đặt như vậy để kiếm tiền bất chính, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Phi Nhung sinh năm 1970 tại Gia Lai, trước khi sang Mỹ định cư, chị nổi danh với các ca khúc Bông Điện Điển, Còn Thương Trâu Đắng Mọc Sau Hè. Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, chị về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động từ thiện. Chị có 26 con nuôi là trẻ mồ côi, cơ nhỡ hoặc có gia cảnh khó khăn. Phi Nhung mất lúc 12 giờ 15 phút trưa ngày 28 tháng 9 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh sau một tháng rưỡi điều trị COVID-19, hưởng dương 51 tuổi. Thi hài của nữ nghệ sĩ được hỏa thiêu chiều ngày 8 tháng 11 và được vợ chồng Việt Hương mang về Mỹ. Tang lễ nữ ca sĩ diễn ra vào rạng sáng ngày 13 tháng 10 tại chùa Huệ Quang, bang California, Mỹ. Hiện tro cốt Phi Nhung đặt ở tỉnh xá Giác An để bạn bè, khán giả có thể đến thăm, tưởng nhớ. Wendy Phạm, con gái duy nhất của cố nghệ sĩ, hàng ngày lên tỉnh xá, sắp xếp bàn thờ, cầu nguyện cho mẹ sớm. Cô thấy vui vì ngày nào mẹ cũng có người đến thăm, mua nhiều món ngon dân cúng. Trong đó có khoai lang luộc là món Phi Nhung yêu thích lúc sinh thời. Ngoài ra, Wendy hàng tuần lo việc cúng kiến đến đủ 49 ngày, cô bận rộn chăm hai con nhỏ nên không có thời gian buồn phiền, suy nghĩ. Tuy nhiên, khi đến tối, một mình ngồi xem lại hình ảnh và video của mẹ, cô không kìm được nước mắt. Wendy nói nhiều lần, cô tự hỏi bản thân liệu đây có phải là sự thật. Song cô biết mẹ không thích con gái khóc nên tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, cười nhiều hơn để mẹ ra đi thanh thản. Hiện Wendy dành hết thời gian cúng kiến cho mẹ. Cô cho biết sau 49 ngày của mẹ, nếu không đi làm, cô sẽ ở nhà chăm hai con. Lúc trước mẹ xót lắm, nếu tôi phải gửi con đi nhà trẻ, mẹ cứ bảo để mẹ qua chăm cháu, giờ không có mẹ, nên tôi sẽ tự lo cho con, cô nói. Cô nói thêm, một hoặc hai năm sau khi nào xã tan, tôi sẽ đưa mẹ về Việt Nam thăm mọi người. Mẹ cũng thích đi chơi biển lắm, nên tôi đưa tro cốt mẹ đến Hawaii và rải xuống biển theo nguyện vọng. Nhiều khán giả tiếc nuối trước sự ra đi của giọng ca Bông Điên Điển nên muốn lưu giữ lại những hình ảnh khi cố ca sĩ còn sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không biết người lại lợi dụng cô để tạo tin đồn thất thiệt, vu lợi cá nhân khiến dư luận bức xúc. Tới đây, thời lượng của chương trình xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.